đến hồi nỗi buồn anh cũng đem đó ngỡ bạn anh biết tấm duyên thường thường ở đôi và chuyện còn cần rửa rối vài điều chân thành không may lỡ thời nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi vì anh tồn tại trong cơn mưa ký ức sợ lại đâu vào đấy và một ngày sẽ phai phôi cho niềm đau là điều yêu quý nhất nên cơ hội có tới vẫn băn khoăn không nỡ đổi. Anh đi từ